Vâng, xin chào tất cả các anh chị lãnh đạo Triều đang có mặt tại buổi họp báo vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam năm 2016 tại phía Bắc. Và hôm nay, Nutrilite Amway Việt Nam cũng hân hạnh công bố bộ 3 giải pháp về dinh dưỡng cho các thí sinh tham dự Hoa hậu năm nay. Bộ thứ nhất đó là bộ về dinh dưỡng Foundational Trio. Bộ thứ hai là bộ Nutrilite chăm sóc sức khỏe cho làn da. Bộ thứ ba là quản lý cân nặng lành mạnh. Đặc biệt, các Nutrilite cùng với các nhà dinh dưỡng cũng hỗ trợ tư vấn dinh dưỡng cho top 40 Hoa hậu Việt Nam vào vòng chung khảo. Và điều đặc biệt hơn nữa đó là Nutrilite cũng tài trợ và hỗ trợ cho top 3 đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2016 này về dinh dưỡng và kiến thức về dinh dưỡng. Vâng, xin chúc mừng tất cả các anh chị lãnh đạo đã có được tấm vé để tham dự đêm chung khảo của Hoa hậu Việt Nam năm 2016 tại Tuần Châu. Cảm ơn tất cả các anh chị và chúc mừng tất cả các anh chị, bởi vì đó là sự nỗ lực rất là lớn, sự phấn đấu để có được tấm vé này. Và chắc chắn các anh chị sẽ vô cùng vinh hạnh khi tham dự đêm chung khảo tại Tuần Châu vào tháng 7 năm nay. Bên cạnh đó, chặng đường của vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam vào tháng 8 vẫn còn ở phía trước. Hãy cố gắng, nỗ lực và có được tấm vé để niềm tự hào đó còn nhân đôi và nhân lớn hơn nữa khi Amway và Nutrilite có mặt tại những sân chơi rất là uy tín, đó là Hoa hậu Việt Nam năm 2016 do báo Tiền Phong tổ chức. Vâng, hẹn gặp lại và chúc các anh chị thành công.